Người như rít, lúc cố gắng hết sức níu kéo mà vẫn không giữ được sẽ càng đau khổ hơn. Ngoài ở bên cậu ấy, bất cứ lời an ủi nào đều uổng công. Ăn chút đây được không? Hít chưa từng từ chối mình, điều khó hơn là mình không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy bước ra. Tôi đã từng mất đi một người bạn rất tốt. Cậu ấy không phải người dễ chung sống, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy là hoàn mỹ nhất. Khi có người nói với tôi, cậu ấy không còn trên thế giới này, tôi cảm thấy bản thân tôi giống như đang nằm mơ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh dậy. Tôi thực ra không mạnh mẽ chút nào, biết cả. Có người hỏi tôi tại sao khi biết người bạn đó chết lại không khóc. Thực ra tôi đã khóc chỉ là không để người khác thấy mà thôi. Sau đó thì tôi không khóc nữa, là vì tôi cảm thấy cậu ấy vẫn chưa thật sự rời xa tôi. Thậm chí trước khi ngủ tôi còn nghĩ nếu cậu ấy có thể trở về, tôi sẽ rất tốt với cậu ấy, bù lại hết những điều trước đây chưa từng làm. Ngày rồi, thiếu gia vẫn không ăn sao? Có phải cậu cũng chưa ăn gì không? Tôi không có khẩu vị. Long, tiên sinh ở phòng khách đợi cậu, bảo muốn nói chuyện với cậu. Vâng. Ôi Thượng Đế ơi, trời ơi, gọi bác sĩ, không lập tức chuẩn bị xe. Lâm, Lâm, cẩn thận, đầu của cậu ấy. Phải chấn động não rồi không? Lỡ như xuất huyết não. Không phải cậu thích chuyện nắm bàn tay sao? Tôi đọc cho cậu nghe được không? Cậu muốn nói còn có bên nhau bạc đầu à?
còn nghe nó làm gì nữa, qua đây giúp tôi nâng đầu cậu ấy lên, leo lên, hai chúng ta bế cậu ấy lên xe. Đây, nên làm thế nào đây hả? Tiếp tục đỡ lấy đầu cậu ấy. Cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Bác sĩ thế nào rồi? Chảy nhiều máu như vậy, đứa nhỏ thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nó là bởi vì đập trúng phải mạch máu trên trán, nhưng cũng may là đã cầm lại được rồi. Từ phim chụp không thấy có dấu hiệu xuất huyết trong não nên xin ngài cứ yên tâm. Chúng tôi chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt đi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được nhận sự chăm sóc tốt nhất. Đến lúc nào thì cậu ấy mới tỉnh? Cậu ấy có thể là sẽ tỉnh ngay, cũng có thể là sẽ ngủ một giấc. Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở thêm một chút, bởi vì có liên quan tới việc não bị chấn động, cho nên sau khi cậu ấy tỉnh dậy có thể sẽ cảm thấy buồn nôn, còn có thể chóng mặt nữa. Lại là biểu cảm này. Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Có rất nhiều nguyên nhân, theo lý thì trong ngày hôm nay cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, mà ngày hôm nay thì vẫn chưa trôi qua hết. Đây là chất dinh dưỡng. Dựa theo yêu cầu của cha cậu, cậu cũng cần phải tiêm một mũi. Tôi không cần dùng những thứ này. Cha cậu nói nếu như cậu không đồng ý tiêm mũi dinh dưỡng thì làm sao có thể kiên trì đợi được cho tới khi người bệnh tỉnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại? Cái này rất khó nói. Cũng có thể cậu ấy chỉ ngủ nhiều thêm một chút nữa thôi. Cậu xem, điện tim các thứ đều rất bình thường. Nhật Huy. Đau quá, sao trần nhà lại biết sai thế này? Cậu cố bị ý bị ngã để báo thù tôi có phải không? Cậu vừa mới tỉnh cảm thấy khác rồi, có đúng không?
tôi khác lắm rồi. Còn đói nữa, cả người cũng không được thoải mái. Muốn đi tắm quá đi. Trả thù cậu cái gì? Thế cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi. Cậu nói cậu từng mất đi một người bạn, loại cảm giác đó giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp. Để trả thù tôi không nói chuyện với cậu, cho nên cậu quyết định khiến tôi từ một ác mộng rơi vào một tác động ác mộng khác đúng không? Không phải, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù cậu. Tại sao cậu lại ngã xuống? Cậu cảm thấy đỡ tôi thấy cậu chảy máu ngã ở đó rất thú vị sao? Tôi ngã xuống là gì? Vì cái gì? Là gì? Vì tôi ở cùng cậu không ăn không uống cho nên tôi chóng mặt, cho nên tôi mới giảm hụt mà ngã xuống. Hay là lấy mạng của mình ra để trả thù người khác chứ, hơn nữa còn là trả thù người quan trọng nhất với mình. Trời ơi, mình đã nói cái gì vậy nè, sớm biết tới không bằng ngủ mãi không tỉnh. Đừng cử động, cẩn thận vết thương. Cậu Long, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu mà còn không tỉnh lại, tôi lo bạn là cậu liệu có dùng ánh mắt này để làm y tá của bệnh viện chết cống hết không? Ít nhất phải uống một chút canh. Nếu không dùng chất dinh dưỡng mãi sẽ làm tổn thương dạ dày. Sáng ngày mai sẽ quan sát lại, chiều là có thể xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Cái này đi, súp ngô. Động tác tao nhã như vậy của Rick khiến mình nhớ đến ốp bít thái thái. Tôi không ăn nữa. Ăn chút chị đã không ăn nữa. Làm gì giống mặt sao? Cậu tôi cứ nhìn tôi ăn mãi cho nên tôi cũng phải nhìn cậu ăn. 3 ngày cậu không ăn gì rồi. Shit. Nếu tôi không ăn cậu sẽ ăn thêm chút nữa sao? Xem tình hình đi. Cái này còn cả cái này. Ăn hết tất cả. Tôi bảo cậu ăn cái gì thì cậu ăn cái đấy. Sao cậu nghe lời? Sao cậu nghe lời vậy ha? Bởi vì cậu cũng là người quan trọng nhất của tôi, hơn nữa là người quan trọng duy nhất rồi.
Tôi cảm thấy bản thân lại hơi đói rồi. Thử bánh mút xơ kia chút. Cậu đút cho tôi. Cậu mệt không? Hay là để bác sĩ tìm một phòng bệnh trống cho cậu ngủ lát? Không cần. Hay là cậu lên đây đi. Không cần. Giường bệnh này khá rộng, buổi tối cậu cứ ngồi ở đó, sao tôi ngủ được? Cậu chắc chắn không lên chứ? Thì cậu vĩnh viễn đừng ngủ cùng một giường với tôi. Cậu đừng mơ. Tôi ôm cậu thế này, cậu sẽ không bị ngã xuống đâu. Cảnh đẹp như vậy ai đã làm phiền cơ chứ? Bọn tôi không nói cho ba mẹ của cậu biết chuyện, chỉ nói là cậu sẽ ở lại nhà tôi mấy ngày thôi. Cũng may là không nói cho bọn họ biết, nếu không bọn họ sẽ càng lo lắng thêm. Thế nên cậu phải về nhà bút với tôi trước đã. Bữa tiệc chia tay tối nay có rất nhiều người tới tham dự, vậy nên mấy đứa không cần phải xuống nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi, chỉ cần tham dự buổi lễ ngày mai thôi là được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, tại nghĩa trang tư nhân của gia tộc Howard. Sau này tôi sẽ không còn được gặp lại bà ấy nữa rồi. Đồ ngốc, lúc nào cậu cũng có thể gặp được cô ấy chỉ cần cậu muốn.
cô ấy vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đã mất đi cô mãi mãi rồi. Hay nói cách khác rằng bất luận có cho cậu ấy bao nhiêu thời gian thì cậu ấy cũng không thể nào chuẩn bị sẵn sàng được. Tới con rồi, chết. Con không muốn để bà ấy đi. Chết, chúng ta không phải tiễn tiễn đưa cô Opusa đi sao? Bây giờ chúng ta chỉ đang cầu nguyện cho cô ấy được yên nghỉ thôi. Để cô ấy được ngủ một giấc thật ngon đi. Rít. Tạm biệt. Cô biết. Đều là món ăn Trung Quốc. Những ngày tháng gian nan nhất của cô Obit là làm bồi bàn tại một nhà hàng Trung Quốc. Đêm nào cũng mang đồ ăn Trung Quốc về cho Rít. Đồ ăn Trung Quốc đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa vô cùng phi thường. Có sò điệp hấp tỏi nè, cậu có còn nhớ trước đây tôi vẫn thường mang trà trứng tới nhà cậu không? Mẹ cậu đã từng ăn chưa? Có, bà ấy nói rất ngon. Chúng ta nói chút chuyện vui khi cậu ở cùng với mẹ của cậu đi. Nếu như để mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì bà ấy nhất định sẽ cho rằng cậu sống cùng với bà ấy mà không vui chút nào đâu đó. Phải rồi, bà ấy rất thích trà trứng. Đó là gì? Trà trứng đó là do cậu đem tới. Bà ấy rất vui vì cuối cùng tôi cũng có bạn rồi. Tôi đã nói với bà ấy rằng ở trường có một tên ngốc lúc nào cũng đem đồ ăn Trung Quốc có nhiều ớt ra để cá cược với tôi. Cậu ta cho rằng tôi sẽ không dám ăn. Đúng là ngốc thật. Những hồi ức đó quả thật rất đẹp. Bà ấy nói chắc tên ngốc có rất quan tâm đến con đấy. Sợ rằng chưa đưa cả hộp cho con ăn sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng của con. Thế nên mới dùng cách này. Chơi vài bản nhạc mà mẹ cậu thích đi. Được thôi, để tôi ra sau lấy đĩa nhạc. Không cần đâu. Hành trình của mùa đông chúc Tết. Mẹ còn rất thích ngồi một mình trong phòng nghe khúc nhạc này, vừa gấp quần áo lại vừa nhảy múa. Có phải trông giống như thế này không?
Đúng rồi, chính là như vậy. Nhảy cùng đi, cậu cũng mô phỏng thử xem nào. Kết thúc rồi, để tôi bật thêm một lần nữa. Sao thế? Đang ở nhà cậu đây. Ít đừng như vậy. Mình biết mình sẽ không thể cự tuyệt lại một ít vừa mới mất mẹ được. Ít đang khóc sao? Cậu ấy đã nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể khóc rồi. Đây là bức thư mà vợ tôi để lại cho cậu. Tôi vẫn chưa xem nội dung ở bên trong, nhưng tôi biết cô ấy đã viết những gì. Tôi nghĩ tôi nên giữ lại nó cho cậu, để cậu được yên lặng mà xem hết. Bất luận có như thế nào, với tư cách của cha của Rick, tôi rất cảm kích cậu. Long thân mến, khi còn nhìn thấy bức thư này, có lẽ ta đã vĩnh viễn rời xa, chia rồi. Là một người mẹ, ta cũng được trực giác giống như bao người mẹ khác. Vậy nên ngay từ lần đầu tiên ta gặp con, ta đã biết con là một người rất đặc biệt. Con đã cho thích điều mà một người mẹ như ta không thể làm. Cuối cùng của cuối cùng, ta chúc con và Lít sẽ mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc. Hóa ra mẹ của Lít đã sớm nhìn ra rồi. Cô ấy có thể nhìn thấy được khởi đầu, vậy liệu có thể dự đoán được kết quả không? Có lẽ chẳng ai có thể đoán trước được cái kết, nhưng mình muốn lại kiếp này. Chẳng phải là vì muốn bù đắp cho những tiếc nuối trước kia hay sao?
Hết tuần này tôi phải quay ở về học rồi. Cậu đang giận tôi gì? Tôi đã hôn cậu. Không có. Tôi sẽ không vì chuyện này mà nói xin lỗi cậu đâu. Được rồi, ngủ đi. Đừng động đậy. Có thể mời cậu nhảy một bài không? Đương nhiên là được rồi. Kỹ năng nhảy tốt như cậu hay luyện tập với người khác lắm đúng không? Tôi chỉ nhảy với một mình cậu. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.